Kính chào bạn đọc của báo điện tử Dân Trí. Chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, vấn đề tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người. Nhưng trong thời buổi mạng xã hội phát triển như hiện nay thì có thể những câu chuyện tình cảm cá nhân đó lại trở thành chủ đề bàn luận của cả một cộng đồng ảo, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Điển hình là gần đây một vụ chia tay của một streamer có tiếng ở Việt Nam với cô bạn gái 5 năm kết thúc một mối tình nhưng lại được cả một cộng đồng quan tâm, bàn luận và thậm chí là có nhiều lời chửi bới. Ở góc nhìn xã hội thì chúng ta có thể thấy đây là một vấn đề khá là bình thường, nhưng ở góc nhìn của pháp luật thì những lời chửi bới, những lời bóc phốt và chửi rủa streamer này có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Thì mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ luật sư Nguyễn Đức Chánh để nghe anh giải thích thêm về vấn đề này nhé. Mến chào luật sư ạ. Chào Như Quỳnh, chào bạn đọc báo điện tử Dân Trí. Dạ, giống như là Như Quỳnh vừa mới chia sẻ về một vụ việc đang rất là hot gần đây. Đó là một cuộc chia tay, nhưng mà sau khi chia tay đây không còn là chuyện riêng nữa mà trở thành một chủ đề bàn tán, và có rất nhiều người không chỉ bàn luận về cái chuyện tình này mà còn buông những cái lời chửi rủa, miệt thị nhân vật là streamer ở trong câu chuyện này. Vậy thì thưa luật sư, ở góc nhìn của pháp luật thì đây có phải là một hành vi vi phạm pháp luật hay không ạ? Rõ ràng chúng ta chưa nói về pháp luật. Chúng ta nói về câu chuyện về mặt liên quan đến hành vi thôi. Chửi rủa rõ ràng nó là hành vi không tốt. Đứng góc độ về mặt pháp luật thì rõ ràng ở đây pháp luật có những quy định rất là nghiêm ngặt và có những cái quy định để bảo vệ cái danh dự nhân phẩm của người khác. Hiến pháp chúng ta cũng quy định mọi người đều quyền bất khả xâm phạm đối với những cái đời sống riêng tư, những cái bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người ta. Và theo quy định ở điều 38 của Bộ luật Dân sự 2015 thì đối với những trường hợp mà lưu trữ hay là những chia sẻ những thông tin mà liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân hay là bí mật gia đình thì đều phải có sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp là có một số trường hợp là pháp luật có quy định khác. Thì rõ ràng là những câu chuyện của người ngoài cuộc, chúng ta đi bình luận, chúng ta đi chia sẻ, chúng ta đi có những cái hành động nào đấy liên quan đến cái yếu tố về đời sống riêng tư, về bí mật cá nhân và bí mật gia đình người khác, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Và tùy vào cái tính chất, mức độ của cái hành vi của mỗi người mà có thể sẽ bị áp dụng những biện pháp chế tài cụ thể đối với hành vi này. Nhưng mà theo những gì mà streamer này không chịu đựng được nữa và đã lên tiếng về cái sự quá khích của cộng đồng mạng, thì không chỉ dừng lại ở cái việc là bàn luận, bình luận ở trên những bài post trên Facebook, mà streamer này cũng đã nhận được hơn 400 tin nhắn Facebook, 200 tin nhắn Instagram và có tới 40 đến 50 cuộc gọi chỉ để chửi bới, tấn công và lăng mạ streamer này. Vậy thì những cái người mà thực hiện hành vi là nhắn tin trực tiếp hoặc là gọi điện thoại trực tiếp tới cho cái người này để mà chửi rủa một chuyện không liên quan tới mình, thì hành vi này sẽ được xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Rõ ràng là chúng ta chưa biết cụ thể là nội dung của những cái việc chửi rủa nó như thế nào. Tuy nhiên rõ ở đây chúng ta thấy là có một cái dấu hiệu của cái việc là có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Mà hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định ở nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ. Mức phạt sẽ là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Và còn đối với hành vi mà lợi dụng mạng xã hội để mà có những hành vi về xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ mới đây. Rõ ràng thì đối với những cái hành vi này chúng ta thấy nó có vi phạm luật rất khá rõ. Tuy nhiên thì rõ ràng chế tài cũng như là cái cách thức để mà cái người mà bị xúc phạm đấy bảo vệ mình hiện nay chúng ta vẫn còn đang thiếu và rất là yếu, dẫn đến có rất nhiều người có những cái hành vi như là Như Quỳnh vừa nói, chửi rủa, nhắn tin hay gì đó một nội dung không hề liên quan đến mình, chỉ để làm gì, chỉ để xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác để thỏa mãn cái quan điểm của mình, điều đấy là hoàn toàn là không đúng. Thì tôi nghĩ là sắp tới đây sẽ có rất nhiều cái biện pháp mới mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên đặt ra để bảo vệ danh dự nhân phẩm người khác, không phải là chỉ cho người nổi tiếng đâu, cho cả chúng ta, những người rất là bình thường trong cuộc sống này, bởi vì ai cũng có quyền riêng tư, ai cũng có những bí mật, và bí mật đó phải được pháp luật bảo vệ chứ không đơn giản chỉ là tự người ta bảo vệ.